Âm tỏa hương thơm ngày đêm ở Hà Nội. Tượng làm bằng gỗ long não, cao 295m, chiều rộng 24m, chiều rộng thân tượng là 15m. Xung quanh pho tượng Quan Âm là 9 con rồng trầu quanh. Chia sẻ về pho tượng 9 rồng trầu Quan Âm tạc bằng khối gỗ long não đặt trong chính điện chùa Yên Phú, Thanh Trì, Hà Nội, Thượng tọa Thích Thọ Lạc, chủ trì chùa Yên Phú cho biết, pho tượng này được làm từ gốc và thân gỗ long não nguyên khối do một Phật tử ở Lạng Sơn dâng tặng. Nhà chùa đã phải thuê 4 thợ ở Hải Dương tạo tác gần 4 tháng mới xong. Theo Thượng tọa Thích Thọ Lạc, sau khi hoàn thành, ngày 31 tháng 5 năm 2020 vừa qua, pho tượng này đã xác lập kỷ lục pho tượng cửu long trầu Quan Âm bằng gỗ long não lớn nhất Việt Nam. Tượng cao 295m, chiều rộng 24m, chiều rộng thân tượng là 15m. Xung quanh pho tượng Quan Âm là 9 con rồng trầu quanh. Chiêm bái tượng cửu long trầu Quan Âm bằng gỗ long não đạt kỷ lục Việt Nam tại chùa Yên Phú, Hà Nội. Chùa Yên Phú nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội 18km về phía nam, ngay sát quốc lộ 1A. Chùa có tuổi đời gần 2.000 năm tuổi, đây còn là ngôi chùa đặc biệt bởi người đầu tiên chủ trì chùa lại là một ni sư Phương Dung. Ngoài giá trị lịch sử, trong chính điện đặt pho tượng 9 rồng trầu Quan Âm tạc bằng khối gỗ long não lớn nhất Việt Nam. Tượng cao 295m, xung quanh có 9 con rồng. Theo chủ trì chùa Yên Phú cho biết, pho tượng được tạc từ một gốc và thân cây long não hay còn gọi là gỗ giáng hương có tuổi đời hàng trăm năm. 4 thợ giỏi Hải Dương làm liên tục gần 4 tháng mới xong. Đứng gần pho tượng sẽ cảm nhận một mùi hương rất đặc trưng từ gỗ long não, mùi hương rất dễ chịu. Màu pho tượng cũng sáng dần lên theo 5 tháng chứ không xỉn màu đi, Thượng tọa Thích Thọ Lạc cho hay. Ông Hoàng Thái Tuấn Anh, Tổng thư ký tổ chức kỷ lục Đông Dương, Trưởng văn phòng đại diện tổ chức kỷ lục Việt Nam tại miền Bắc đại diện công bố quyết định xác lập kỷ lục cho biết, giờ những loại cây to thuộc loại cổ thụ như vậy siêu hiếm, mà có còn cũng không được khai thác vì bị cấm, nếu khai thác sẽ vi phạm pháp luật. Chính vì vậy, pho tượng bằng gỗ long não lớn như vậy đến thời điểm này lớn nhất Việt Nam. 9 con rồng được khắc với kích thước khác nhau để phù hợp với hình dáng pho tượng, chúng được chạm khắc rất tỉ mỉ, công phu. Bên dưới ngoài rồng còn có hình cá chép vượt vũ môn. Từng chi tiết được các nghệ nhân kết hợp rất hài hòa, mềm mại để tôn nên vẻ nghiêm trang, lòng từ bi bác ái của tượng Quan Âm Bồ Tát. Tiến sĩ Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam và ông Trần Ngọc Tăng, Nguyên Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Kỷ lục gia Việt Nam trao chứng nhận kỷ lục Việt Nam đến Thượng tọa Thích Thọ Lạc, chủ trì chùa Yên Phú.